Rồi đây chính là trên tay món thịt heo cao bồi. Các bạn đây, cái này sau khi mình đun nóng lên, thực ra thì đun cũng sai nhưng mà đúng là chúng ta sẽ phải dùng cái giấy bạc để chúng ta hấp này. Thì đây mình thôi mình đun cái này cũng được. Rồi bây giờ sẽ ăn thử nhá. Đầu tiên là cái về cái mùi. Mùi của nó thì rất giống là thịt băm mà các bạn sốt, nhưng mà của nó rất là thơm các bạn. Cái nước sốt nó làm rất là ngon. Rồi mình đầu tiên mình sẽ thử một chút cái nước dùng của nó xem như nào. Đây nó có cả nước dùng các bạn. Cái này các bạn có thể ăn với cơm hoặc là ăn với bánh mì nhá. Cái nước dùng của nó hơi ngọt, khá là béo. Và cái này nó hơi xanh xanh các bạn. Nó rất xanh, cái này chắc là chỗ có bột năng. Nó rất là sánh luôn, không cay, có vị ngọt và khá là bùi. Rất là ngon, làm sốt rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ thử một viên đầu tiên. Cái này ăn vã trước xong tí ăn với cơm. Đây là cái miếng heo cao bồi này. Thành phần của nó cả thịt gà, thịt lợn các thứ ấy. Rất là nhiều thành phần luôn. Nhìn rất giống cái viên giò nhé. Giống kiểu giò mà các bạn ăn cho bún mọc ấy. Chính xác, ăn nó khá là giống một cái viên mộc. Nó bùi bùi và là cái thịt heo xay nặn viên, rất giống kiểu giò sống, rất giống giò luôn các bạn. Nhưng mà cái sốt của nó rất là ngon ạ. Cái này rất hợp để ăn với cơm, bún và bánh mì. Khá là ngon. Rất là đậm đà, rất bùi đấy. Ngon lắm. Rồi, mình sẽ thử ăn này với cơm nhé. Rồi, sẽ thử cái heo cao bồi với cơm. Đầu tiên mình sẽ phải dùng một ít nước sốt ở đây. Cái này ngon nhất là cái nước sốt của nó mà. Rất là ngon. Rồi, chúng ta sẽ thử một cái viên heo cao bồi. Mình không hiểu thì viên 3 phút ở đây nó có ý nghĩa gì, chắc là chỉ đun 3 phút là ăn được. Ngon lắm, thơm lắm. Mùi nó rất là giống mùi xíu mại. Ngon. Cái này chan với cơm ăn rất là ngon luôn. Bùi viên chả này nó rất giống là miếng mộc ở trong bún dòng bùng. Sốt của nó rất là ngon, ăn rất là thích rồi. Rất là béo luôn. Cực kỳ ngon. Ngon lắm. Ngon lắm, sốt này. Cái này chị ăn vãi rất là ngán, ăn với bánh mì hoặc là với cơm rất là ngon. Ngon lắm. Ờ, xin mắc cơm nữa. Vị nó ngon. Là miếng thứ hai. Với 8 viên này các bạn dư sức, các bạn ăn hết một đĩa cơm khổng lồ. Ăn một xin xương cơm, ngon quá. Rất là bùi ý. Thì món này khá là mỡ. Ngon. Xin chén cơm nữa. Rồi, thêm một chén cơm này thôi. Ngon quá. Món này rất là ngon luôn ạ. Ngon được cái sốt này này. Cái thịt băm này cũng rất là ngon. Nó làm thành cái viên mộc này rất ăn rất là đậm đà luôn.
phẩm mình chế biến bình thường là chế rất là khó, không làm ra như này. Sốt khá ngọt, ngon lắm. Đây là cái viên heo cao bồi này. Ăn rất là lạ miệng luôn. Ngọt. Quá đã. Rồi như vậy ngày hôm nay chúng ta đã ăn thử thịt heo cao bồi, thịt viên 3 phút. Điều tiên mà mình có thể nói rằng với hình ảnh ở trên cái vỏ hộp này thì các bạn sẽ thấy rằng đây, nhận xét của các bạn là cũng không khác gì lắm so với hình ảnh thực tế sản phẩm. Rồi, về đánh giá của mình thì đây thực sự đây là một món thịt rất là ngon. Cái nước sốt của nó rất là đà, rất là sánh, ăn rất là bùi, khá là ngọt. Và cái vị thịt thì khá là dai chắc, mặc dù là thịt băm thôi. Và trong cái thành phần của nó thì có cả thịt heo, da heo và có thịt gà nữa. Ăn rất là phù hợp với các món ăn kèm cơm, bún hoặc là chúng ta ăn bánh mì. Mình có thể lấy cái túi bạc của nó, mình chỉ hấp trần qua và bóc ra ăn ngay trực tiếp cũng được. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video có hay, mình nghĩ các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo, các món review, các món ăn độc lạ khác. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào và gặp lại trong các video tiếp theo. Đây là món ăn rất là thú vị. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.